Xin chào em nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm đồ chơi ở quanh khu vực ở đây. Em thấy là có rất là nhiều cây cối này. Chúng ta sẽ cùng đi tìm nha. Xem nào. Wow. Có một xe gì đang mắc ở trên cây này em này. Một chiếc xe màu xanh lẫn với màu xanh lá cây rất là khó tìm. Xem nào. À, một chiếc xe gì đây. Wow. Một chiếc xe ô tô có cái nòng pháo rất là to này em này. Đây giống một chiếc xe tăng có nòng pháo trên rất là to. Có hai cái đèn xanh đỏ này. Chiếc xe khá là đẹp các em nhé. Cho vào giỏ đi. Tôi đã tìm được một chiếc xe rất là đẹp. Tiếp tục đi nào. Ta thử xa đằng này xem có xe gì không. Wow. Hình như là có một hộp đồ chơi gì đó ở trên cây này các em này. Ta sẽ cùng xem nào. Wow. Ta đã tìm được một hộp đồ chơi rất là đẹp rồi. Ý da. Xem nào. Ta sẽ cùng để bóc hộp đồ chơi này xem có các cái mẫu xe gì ở bên trong nhé. Wow. Quá là đẹp luôn các em ạ. Một hộp đồ chơi gồm có 6 xe. Ta sẽ xem có các cái xe gì đây nào. Đầu tiên. À, một chiếc xe cứu hộ các em nhé. Đầu chiếc xe cứu hộ này có màu vàng. Đó, nó sẽ kéo các cái xe bị tai nạn hoặc bị hỏng ở đằng sau này này. Một chiếc xe cứu hộ màu vàng. Cho vào đây nào. Tiếp theo nào. Đây sẽ là một mẫu xe cứu hỏa này. Đấy. Có thang để trèo lên này. Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ. Ok. Đây sẽ là xe gì đây? Một chiếc xe cứu thương em nha. Wow, chiếc xe cứu thương khá là đẹp đấy. Ở đây có cả cửa đây này các em này. Để cho bệnh nhân vào trong này nha. Một chiếc xe cứu thương. Đây một chiếc xe công trình này. Xe này có thể san ủi được đấy. Màu vàng rất là đẹp. Một chiếc xe công trình. Tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe thùng, chiếc xe tải này. Màu xanh dương. Đây, một chiếc xe tải. Cuối cùng. Wow. Chiếc xe màu đen, đây là xe cảnh sát này em này. Ê, có thùng ở đằng sau này nhá, mở được cửa đấy. Rất là đẹp luôn, một chiếc xe cảnh sát nữa. Ok. Wow. Vừa mới đây đã tìm được rất là nhiều đồ chơi rồi các em nhá. Ta sẽ tiếp tục xem mà có xe gì không. Wow, trên cây các em này. Lại là một hộp đồ chơi ở trên cây. Khá là cao đấy. Ta sẽ phải tìm cách để lấy nhá. Wow. Yeah. Rất là cao ở bên trên. Xem nào. Wow, đây là một hộp đồ chơi các cái mẫu xe ở trong sân bay này em này. Ta sẽ cùng nhau để bóc hộp nha. Đó, đây là những cái chiếc xe của hộp đồ chơi này. Em xem này. Ta xem sẽ có những cái mẫu xe gì đây. Đầu tiên. Một chiếc máy bay. Máy bay này có tên là AP325 này. Đó, chiếc máy bay màu trắng em nhé. Cho vào đó nào. Đây là các cái mẫu xe phục vụ trong các cái sân bay. Đây là một cái xe để đi đến sát máy bay để cho hành khách đi xuống em nhé. Đó, có xe có bậc thang này. Xe màu xanh. Tục nào. Đây, xem xe gì đây. Đây là một mẫu xe nâng hàng. Xe màu nâng hàng màu xanh này. Đó, đây là cái kéo nó vừa nâng và có thể kéo hàng ở đằng sau này các em này. Đó, kéo hành lý hoặc là các cái hàng hóa phía sau. Tiếp theo nào. Đây là một mẫu xe buýt. Xe buýt ở trong sân bay. Để vận chuyển hành khách từ các nhà ga đến máy bay các em nhé.
một chiếc xe của các cái nhân viên ở trong sân bay. Còn đây chính là các cái biển báo này. Rất là nhiều xe rồi nhé. Hôm nay chúng ta đã tìm được khá là nhiều bộ đồ chơi rồi. Rồi xin chào các em nhé.